Mùa tại trên hầm, ít bay trang hộ liều bút lấy trình kết đoàn dâm chuyên đề miền màn lô hề, tức phát dâm sóng đài phát thanh truyền hình lô hề xanh. Mùa tại trên hầm, dâm trăm nhàng chìa, tăng tiểu công mạng thảo ảnh hộ đầu tư lọ xanh, ngành dầu nhặn dầu hôm lô hề chung bụt tu chằm biển biên lồng, bong thành miền màn mài sinh nhập ổn tình, liều che ngọ che trộm. Liều ngành dầu nhặn dầu hôm lô hề chung chi bịa triển khai bữa tức bành tặng, suy thiêu tăng tiểu công dầu nhặn dầu chia dầu nhặn dầu hôm hàng hùa, rồi bịa suy thiêu tiểu công dầu nhặn đạo miền màn, Sanh ủy chung ban hành nghị quyết số diệm, nghị quyết trung ương tăng bên hà nhị diệm trên y trên lệnh nhị diệm yên hàng, dần tiểu công dầu cho phát triển dầu nhặn hàng hùa, yêm chẳng xanh thảo trên lệnh và diệm hàng, mạng thảo y trên lệnh hùng diệm hàng. Liều cụ thể hóa nghị quyết tỏ bịa xây rằng căn vai trò lọ cằn nhi buồn xin có cấp hội miền màn tình tình phùi họm chi bịa triển khai dầu thảo có lan miền màn. Mùa tội trên hầm, dân tây buông mài tàu trăng tròn già thăm tây dân dâm quyền, tăng tròn già trung góc quần bịa tiểu công trên ngõ trên trộm dâm lùng vai xìa mong không quên. Hàn Hải quân dâm chàm chìa, tiểu công liền kinh tăng miền màn cho doanh nghiệp dâm tiểu công tròn già, vinh quân chàm tiểu khâu, Hàn Hải quân chàm tiểu dầu mại vinh lồng. Tông nghị quyết số diệm lọ xanh ủy tôi triển khai dầu này tiểu dung tọt thảo, mạng thảo chàm tiểu dầu xăng dâm tiểu công tròn già hàng hùa dâm nai tệ bông. Bộ đào chọn trà tuyết xanh giờ hắn an lành tu hiện hàng bé về tỏ lý thị phương đã huâm nhân dâm lùng vai lăng lùng vai xìa mông công quyền nhi tậu quân lệ lồng pun trổ phào trà hiên kia chăm chân thấy chăn với kẻ trà trung tu tỏ là huâm nhân trổ chẳng dâm quê hàng kia trà phát triển lồng mông quân tỏ là huâm nhân mãi xuất sản phẩm trung hăng chăm huâm nhân dâm lắng chàng ảnh buông chú chăm tiệu con nan. Tôi thì bán cho nhà máy tư nhân, nhà máy của ông Triệu Văn Phương. Thì năm vừa rồi dâm nhàng kia dịp bua chung mải bùn cây hình múa tỏi siêu mái. Mài hạ ba bê tu hàng ai lò hải, chung mộng ỏi, có cấp năn con dầu hàng hải bùi dịp bua, mải tu bùn nhà mải, bê mải tu chả này cậu ổn định, múa tỏi chung cậu ổn hiếu chỗ nhận. Nhà máy nào cũng để giá ổn định cho chúng tôi, để dân chúng tôi còn ổn định. Con gang hít xanh ủy lùi hê như nghị quyết số chậm tức khoa trầu, tu mạng hang diệt tựu xị sang tòa miền tròn trà, dâm lùng vai lắng con cằn, miền tròn trà dâm tiệp bung xỉa con còm, tòa chết chập lệnh hát a trà tuyết sàn, tu choàng căn tiêu chuẩn Việt Cam, lùng vai lắng y chặn bất chút liệp bền tu tổ liên kín dầu nhặn, mãi mãi sản phẩm nông nghiệp tòa y bếp bột bếp hôn miền tròn trà. Thành lập tổ liên kết trẻ giữa người dân với là nhà máy. Lập bền tổ liên kết dâm tròn cho mãi mãi sản phẩm trà, bây giờ bùa trong hải họp lấy, chầu xị ký kết tỏi công ty, bé chầu căn ký lành, em mãi sản phẩm bé công ty siêu mái bùn liên phù hòm, như bùa trong mộng ỏi hiên chầu tu y bùn, bé trong chầu cần chiếu, nhà mãi mãi bùn xị mãi mãi sản phẩm ổn định với dịp bùa, em mãi dịp bùa bé trung tròn cùng mạng siêu mái căn hợp đồng ký lành. Người dân trồng chè thì đã ký kết với nhà máy. Cán bộ xã đến hướng dẫn thành lập tổ liên kết đấy, thì chúng tôi đã thành lập được tổ liên kết. Và tôi cán bộ xìa thời đà bùa bây giờ bùa, dâm nay làng chung liệp bền tổ liên kết tròn trà. Y bùa chung mộng ỏi dâm nay bắt tộc con buôn tròn trà có bánh on, mài công ty doanh nghiệp siêu mái có ổn định, bé nhân màn chung ổn hiếu trầu nhận, em hàn nhân màn bé chung mài buồn xỉ, thì hiện bé tròn cầu mạng trà căn tiêu chuẩn Việt Gáp. Tức là đúng theo cái quy trình tiêu chuẩn Việt Gáp. Trình lò tu xanh ủy nhi nghị quyết số chậm, lùng vai xìa, chuẩn chuyên truy bùn công sĩ chuẩn phiền, tè bùn miền màn hết tu trì nghị quyết, qua chầu hòm lắng tè liệp bền tổ liên kết chầu nhận mà mại sản phẩm, xác định mình có thành viên dâm tổ như bộ sĩ, qua chầu ký hợp đồng bùn miền màn, tổ đơn vị siêu mái, tòa bát liền buồn đầu tròn trà bé đua bé bé chấm HA, chiều biêu nhị bé đua chấm phẩy HA, theo lây dù bé chấm nhị HA. Lùng vai xỉa y chàn bé dầu chẳng buồn liệp bền có tổ liên kết dầu nhận, dâm bắt liền chụp về làng trạng. Trên địa bàn xã Lùng Vai thì chúng tôi đã đi đến các cái thôn, trên 14 thôn. tuyên truyền vận động. Yêm tập bung lùng vai xìa, bây giờ bùa chúng mình thảo con lăng, tại trường phiền bung múa tỏi tổ hợp tác, căn ỏi bịa choàng trà. Bịa nay tổ hợp tác bé múa tỏi, chung giảo bùa choàng cầu mặng căn tiêu chuẩn. Tình nhẹ bé ủy ban yêm mình xìa chung chất choàng bung múa tỏi cho đơn vị siêu mái ký lành căn múa tỏi mái sản phẩm. Hướng dẫn về kỹ thuật, rồi thì là cái cách chăm sóc thu hái. Yêm chạm ít chân lệnh nghi chế bên hàng chốt kia chọn trà, chiều biêu chân lệnh dầu bùm nhân màn lùng vai siêu nhậm, mai lụa chụp lụa chun chin. Yêm nàn bé siêu nhậm tăng trà bùa tú chết chập bột bé. Y chặn yêm tế bông xìa mai bùa tỏng siêu mái sơ chế trà, yết tỏng siêu mái sơ chế lệnh dầu. Tòa mai cấp ủy chính quyền tuyệt bùng, mạng thảo, nhân man kinh xin chất rằng, có xiền buộn lên kín trầu nhặn trầu nông nghiệp hàng hùa. Tòa miền man cho con nòng tòng siêu mái yêm tế bùng lùng vai xìa, trung tú bền tuyết lồng yêm chằm thảo. Căn chằm tiềm năng lợi thế yêm tế bùng, tiểu mạng thảo đầu tư phù hợp lọ xanh, yêm chằm hàng ta tài này, ngành trầu nhặn yêm mong khóng huyện trung mài chằm tiểu suy thiêu, yêm tiểu công trầu nhặn hàng hùa, bao trao liền kín tiêu thụ sản phẩm căn hiêu hăm, trầu nghị quyết số diệm lọ xanh ủy tình tụ tế bùng chip bịa trầu. Ông ma quán xài nạ hô miền yêm na nối làng bàn sen xìa mũ công quyền mai dệt phẩy pia ha trừ piô trình tông liên kín tòi hợp tác xìa châu thịnh phong liên kín châu nhặn trình tông pun siêu nhậm on tỉnh bầu hàng chút giá trị trừ piô pun ông nạ hô miền ta pun múa tỏi trung khâu dần kỹ thuật trình con tràng hít lên kíp múa tỏi trung tu hộ trầu ca chỉnh con tròn tu cầu chăm ổn tịnh sể trọng bùng múa tỏi chủ mình mại công chăm ham mại xuất trừ piêu ổn tịnh bên múa tỏi chung ảnh chim tròn tim cầu chăm cầu nan dọn chỉnh con kỹ thuật bên chung mai hợp tác xỉa ảnh chip bong thành châu sẽ liên kết châu nhận hợp tác xìa châu thịnh phong mại tu quân ảnh bong thành kỹ thuật tròn cầu mạng siêu dần căn miền man siêu hàng hùa tăng đình kín tỏi miền man đau doanh nghiệp buồn đau chuẩn chiều piêu yêm bàn sen chia chút dầu phào mai dịp PHA bên diện yêm quân nhụ đằng tròn trăm bùm miền man cháy ngọi cháy trộm. Hiện tại hợp tác xã phát triển ở vùng này. Y chan hợp tác xìa trình tông trầu nhặn yêm nát tiệp bùng liên kết múa tỏi bông thành trầu nhặn tròn theo ký lành mái mại sản phẩm bùm múa tỏi mạng chốt kinh nhẹ múa tỏi yêm nai bén làng trầu căn hợp tác xìa như tiêu chuẩn bây giờ bùa chút tư vấn chuẩn kỹ thuật tại bùn ni bùa bổ hàng chất lượng sản phẩm cầu hàng mại tút trà cầu lùng trong bang diện hàng hợp tác xìa châu thị phong siêu mái mai bùa trên lành tấn chủ biêu yêm nai mai nhị chập bột bé mại chốt của nhục quốc bếp chập bột bé mại chốt tôm chiêu vừa hát nàng bé buồn linh kín lồng tỏi miền man cho chân hợp tác xìa yếm hít choàng cổ mạng châu siêu dần lộ tút tệp bung mạng thảo win tan báo chất lượng hít mại xuất kinh nghiệm của win siêu nhầm hàng bùm miền man. Trên địa bàn xã Bà Sen thì có diện tích chuối thì có khoảng trên 100 ha. Y chan bàn sen xìa bé chút tròn túi dịp bé lênh HA trực biêu trình tông bùn siêu dần. Y bùa chút đầu chân múa tỏi ký lành, đầu chân hợp tác xìa mãi mãi. Sản phẩm hít siêu biêu dần, bùa múa tỏi ổn định trầu nhận trầu hôm, hợp tác xìa cầu biển yêm trầu sợ ấy, mãi chút kinh nghiệm của. Cây chuối để cho cái sản phẩm nó đảm bảo cái đầu ra cho hợp tác xã bao tiêu sản phẩm. Yêm khoa trầu xanh ủy lô hê như nghị quyết số chậm dần chiến lược chộp vào nông nghiệp hàng hùa thảo y chân lành phạt chậm hàng mạng thảo y chân lành chậm hàng mong không quyền chúc kiến bùa nhụ cân ái choàng là bé trà chịu phiếu cho lời dù tay chộp vào chủ nhận chủ hôm yêm là bé chuẩn chun chuẩn phiền chuẩn miền man như bộ lệ bộ sĩ đình kín chủ nhận như làm hiện coi thiếu hiếu hăm hiện tăng giàn chỗ chia chộp bên hàng hùa quy mô hồ hiện đại bành on Lào Cai và chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa. Tôi tập trung trình ló tới xanh ủy như nghị quyết số chậm bây giờ bùa chút sản xuất tư vấn đào bùa trầu nhặn siêu sản phẩm căn gang siêu dần tàu lại thì ghép bé mảng thảo liên kết phùi hòm căn chuỗi giá trị sản phẩm căn tiệm bùng như bột lệ khoa chất liên kết tỏi pi tiêu trầu nhặn tỏi bé lên mà pi chín ha trà mà dịch chín phàm bé ha chụp biêu để dịch chín nhị bé ha lay dù bếp truy bùn linh kín dầu bền hàng hùa bố bếp liêm nhân màn để trên công ty doanh nghiệp hợp tác xìa chứ có bận bịa bổ hàng giá trị trồng nhận bùm nhân màn mông khong mai siêu nhầm ổn định cháy ngọ cháy trộm bành on. Mùa tội trên hầm, lây trình miền màn lồi hê y hoi thả nái bên liều, và nó thật trong mùa tội mạng như bùi như lây trình, hiện phương mùa tội dâm có lây trình càng càng, trên hầm thật trong mùa tội.